Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, lợi dụng ngành chức năng cho phép giới thiệu sản phẩm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu có địa chỉ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thực hiện bán sản phẩm cho người dân. Quan trọng hơn, sau khi thu tiền người dân, doanh nghiệp đã cao chạy xa bay. Dù việc này diễn ra hồi cuối tháng 6 tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, được người dân phản ánh đến chương trình hộp thư truyền hình. Đây là những sản phẩm mà người dân ở ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp mua tại buổi bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu. Một nồi cơm điện, một chảo điện đa năng và một cây thớt, công ty bán cho người dân với giá 2 triệu 800 ngàn đồng. Chảo điện đa năng vỏ hộp ghi hiệu Nasaki được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và thương mại công nghệ cao toàn cầu có địa chỉ tại Hà Nội. Còn nồi cơm điện của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại đồ gia dụng Thanh Bình ở tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, tem bảo hành của hai sản phẩm này không có ghi thời hạn bảo hành. Người dân ở ấp Phú Bình cho biết, họ được trưởng ấp và các tổ trưởng phát cho thư mời của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu đến dự chương trình hội thảo giới thiệu sản phẩm tiết kiệm điện vào lúc 14 giờ ngày 29 tháng 6. Tại đây, hai người của công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu giới thiệu một số sản phẩm về đèn LED, đèn pin. Tiếp đó, họ giới thiệu về chảo đa năng hiệu Nakashi với giá 2 triệu 500 ngàn đồng một sản phẩm. Ai muốn mua thì giơ tay để được nhận quà tặng 2 triệu 500 ngàn đồng. Ngay lúc đó, có một người giơ tay lên mua chảo thì được nhận một thẻ quà tặng ghi trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Để tạo niềm tin cho người tham dự, nhân viên công ty đã đưa chảo điện cho người mua đầu tiên, đồng thời tặng ngay 2 triệu 500 ngàn đồng tiền mặt quà tặng. Sau đó, nhân viên công ty giới thiệu tiếp nồi cơm điện hiệu Nakashi với giá 2 triệu 500 ngàn đồng, nhưng lại được khuyến mãi thêm chảo đa năng trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Tiếp đó, họ quảng cáo thêm thớt chịu lực với giá khuyến mãi 300 ngàn đồng một cái. Tổng cộng có 15 người dân đã đồng ý mua 3 sản phẩm và đưa tiền cho nhân viên công ty toàn cầu, số tiền 2 triệu 800 ngàn đồng một người. Sau khi thu tiền của người dân, các nhân viên này nói sẽ tặng tiếp cho người dân một chai dầu ăn. Viện cớ ra xe lấy dầu ăn, hai người này lên xe đợi sẵn, tẩu thoát, bỏ lại một số nồi cơm điện, chảo đa năng. Về nhà, khi nó về nhà thì cái nồi cơm này là nó rất là nhẹ mà mỏng manh này. Đấy, nó thật là mà còn xài á, thì sao mà biết được. Thì là tôi cũng không dám nấu, là cũng nhờ là coi như trên phải xem xét lại coi điều ta như thế nào chứ. Bữa nay xả này rồi mai xả kia là cũng không được. Xong tôi đưa 2,5 triệu em. Rồi là lung nhung là nó quảng cáo lại cái thớt này là 300, thì tôi đưa tiếp 500 nữa. Thì nó lu du khi quảng cáo cái thớt này á, là bán ấp đi phạt dầu. Rồi là nó đưa mấy cái thớt cái là nó lên xe nó biến mất. Tôi đưa 500 nó chẳng thổi tiền lại luôn. Cùng với thủ đoạn tương tự, tại ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, 14 người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 35 triệu đồng. Trung bình 2 triệu 500 ngàn đồng một người. Trong số này, nhiều người đã đưa tiền cho các đối tượng nhưng chưa nhận được món hàng nào. Thì cũng đóng 2 triệu rưỡi xong rồi nó đưa để đó thì mình cứ tưởng là thì nó giao cho mình, nó gọi chạy gọi dân ai có tên ở trong sổ là lên trên này là phát quà. Dân lên hết thì là nó ra xe nó chạy. Dân cứ đứng ở trên này chờ phát quà có thấy đâu, nó chạy rồi đâu nữa, dân không đóng tiền thì ồ vào lấy, mình thì mãi đi ra ngoài thì đâu có lấy được cái gì. Ba thùng ngoài thì là của nó in hình chảo nhưng mà trong là không. Nó biểu mình lên xếp hàng đứng đó, thì lên xếp hàng xong là nó chạy ra nó đi hồi nào thì em đứng ở trong thì em không có thấy nữa. Nhiều người dân bức xúc đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội và đặt nghi vấn trưởng các ấp có cấu kết với bên công ty. Nhưng thực tế, các trưởng ấp cũng chính là nạn nhân của công ty. Cái hành vi này gọi là lừa đảo, chứ không phải không phải lừa đảo. Thì nếu anh bán, xác nhận anh bán thì anh không nên chạy. Nếu có bán thì anh không nên chạy. Mà anh chạy là anh lừa, hành vi lừa đảo. Mà anh hứa bà con trả tiền, mà anh không trả tiền tức là lừa đảo nhân dân. Không có ai tiếp tay trong điều này hết. Nó thẳng ra là theo lệnh của trên thì chúng tôi cho hợp dân thôi, cho tụ tập dân thôi. Chứ chúng tôi không có lừa đảo một vấn đề gì mà không tiếp tay việc cho ai mà để làm cái việc này.
Được biết, trong chiều ngày 29 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu tổ chức giới thiệu sản phẩm tại 4 ấp, nhưng chỉ có gần 30 người của 2 ấp Phú Bình và Phú Lộc bị lừa mua sản phẩm. 2 ấp còn lại là Phú Hòa và Phú Tài, người dân không đồng ý mua sản phẩm. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Huy, cán bộ tư pháp hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp cho biết, do phía công ty có cung cấp văn bản ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nên Ủy ban nhân dân xã mới ký xác nhận đồng ý. Tuy nhiên, ông Huy cũng cho biết khi xem xét kỹ lại công văn thì mới thấy có nhiều điểm bất ổn. Cụ thể, trong công văn phía trên ghi là công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu có địa chỉ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhưng con dấu bên dưới lại là của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và thương mại công nghệ cao toàn cầu có địa chỉ tại Hà Nội. Sau khi sự việc xảy ra thì bà con là có cái bức xúc thì có tập trung đến Ủy ban nhân xã. Ủy ban nhân xã thì có phân công tôi thì bộ phận tiếp công dân, phụ trách tiếp công dân của địa phương nên tiến hành làm việc mà lắng nghe sự trình bày phản ánh sự bức xúc của người dân và tôi có trách nhiệm ghi lại, lập biên bản ghi lại báo cáo ủy ban về cái tình tiết vừa xảy ra mà tạo cái bức xúc và căn cứ vào cái biên bản làm việc đó sẽ làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã là ra công văn báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân huyện là nên tạo điều kiện giúp đỡ cho người dân bằng cách là sẽ có đề nghị công an huyện sẽ vào cuộc và xác minh điều tra làm rõ cái số người này. Phóng viên chương trình đã liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và được xác nhận Ủy ban nhân dân huyện có ban hành văn bản số 3462 ngày 24 tháng 6 năm 2019 gửi công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông toàn cầu có địa chỉ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về việc xin tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Tinh thần công văn là ủng hộ việc tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty tại huyện Xuyên Mộc. Nhưng văn bản cũng nêu rõ, trong quá trình tổ chức hội nghị, công ty chỉ được phép giới thiệu sản phẩm, không được phát sinh hoạt động phân phối, bán hàng tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Liên hệ với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nơi tổ chức thực hiện giới thiệu sản phẩm để cung cấp hồ sơ, đăng ký địa điểm và thời gian tổ chức hội thảo. Thực hiện đúng nội dung đăng ký và tuân thủ theo các quy định của luật thương mại, chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa đến người tiêu dùng. Sau khi tổ chức hoàn thành giới thiệu sản phẩm, đề nghị công ty báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các xã thị trấn, các tổ chức chính trị không được chọn các địa điểm tại các trụ sở cơ quan công lập, Ủy ban nhân dân, nhà văn hóa, trụ sở ấp, không cử cán bộ, công chức, nhân viên, hội viên của đơn vị phát hành thư mời thay doanh nghiệp để tránh gây dư luận không tốt trong nhân dân. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không tuân thủ các quy định như trong công văn của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc cho biết địa phương sẽ phối hợp với Sở Công Thương và cơ quan chức năng để xử lý vụ việc này. Nếu xét thấy doanh nghiệp có sự gian dối trong việc bán hàng thì buộc doanh nghiệp thực hiện hành vi này phải trả lại tiền cho người dân, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.